Khán giả xem Mộng Long trình diễn nói điều này, Ngọc Huyền xúc động gặp lại Bành Lựu. Trong buổi tối ngày hôm qua, sau những tiết mục của nhiều nghệ sĩ, thì Hồng Long đã được mời ra trình diễn. Cô hát bài Tuổi Phận Đời Con, sau đó cô giới thiệu mình sẽ hát tiếp bài hát Mưa Bong Bóng với anh hai Vũ Luân. Thì một số khán giả nói rằng, thôi con hát bài 20 năm, Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm đi, Hồng Long nói mình chưa thuộc lời lắm. Lần sau cô học thuộc hết, cô sẽ trình diễn cho cô chú xem. Nói chuyện rất lễ phép. Sau khi hai anh em trình bày hết bài Mưa Bong Bóng, Vũ Luân xuống sân khấu giới thiệu với mọi người. Hồng Long đến đây với tư cách không phải là một người nghệ sĩ, mà em đến đây với tư cách là con của ba Vũ Linh. Lúc nhỏ, em không được ba truyền nghề, nhưng được tình yêu thương của khán giả, Hồng Long đã mạnh dạn bước qua Úc, đợi với tư cách là giao lưu, gặp gỡ bà con Việt Kiều thôi. Thì phía dưới sân khấu bất ngờ có một chú nói, Hồng Long kế thừa Vũ Linh, kế thừa ba nó rồi đó. Nghe ông nói thế, mọi người đồng loạt vỗ tay. Con của nghệ sĩ Tô Vũ Linh là gia đình truyền thống, nhưng mà em từ nhỏ là ba không nghề. Nhưng mà hôm nay được tình thương của tất cả quý vị khán giả, Hồng Loan đã mạnh dạn bước qua Úc để với tư cách là giao lưu, gặp gỡ bà con Kiều bào. Cảm ơn Như, cảm ơn chị. Nếu có gì xin ước mong tất cả. Dạ đúng rồi. Vỗ tay ạ. Sau tiết mục của Hồng Loan, sau đó có thêm nhiều tiết mục khác của các nghệ sĩ như Kim Tử Long, Bình Tinh, v.v. Một số khán giả đã nhận xét về giọng ca của Hồng Loan như từ hôm có giọng hát của Hồng Loan xuất hiện là mình mê nghe nhạc bolero. Giọng hát có chất riêng, không lẫn với các giọng ca khác của các ca sĩ chuyên nghiệp. Giọng hát này nếu được đào tạo thêm về thanh nhạc thì không lâu nữa Hồng Loan sẽ là một hiện tượng của dòng nhạc bolero đó. Nghe đi nghe lại, không biết chán từng lời ca, từng câu luyến lấy nhã chữ của Hồng Loan, nghe rất cảm xúc. Chúc Hồng Loan ngày càng phát triển nhé. Thương quá bé Hồng Loan, con hát rất cảm xúc, chạm đến trái tim tôi. Gần 30 năm trước, cô xem được con hát cải lương một vài tuần, nhìn con rất đẹp, rất dễ thương. Hình ảnh lúc con hát với bé Linh Tý ngày xưa đó, cô cứ thắc mắc không biết con là con của nghệ sĩ nào mà dễ cưng quá. Rồi con biến mất tiêu luôn hà, cô hóng mãi mà không thấy xuất hiện trên tivi nữa. Cho đến tận 30 năm sau, thần tượng Vũ Linh của cô qua đời. Thấy cô gái mặc đồ tang ngồi một mình trong đám tang cha, quay sang nhìn một đám kia bàn bạc tính toán, mà cô nhói lòng rơi nước mắt cho con. Thì ra con chính là cô bé dễ cưng ngày xưa hát cùng Linh Tý đó. Cô càng thương và xót xa cho con bội phần. Hồng Loan và giọng hát ngọt ngào pha chất mộc mạc ấm áp tình cảm, rất xứng đáng là con gái của ba Vũ Linh. Hay quá mớm ơi, truyền nhân của chú Vũ Linh không cần màu mè, dưới sự dìu dắt của anh hai Vũ Luân và dòng máu của cha Vũ Linh chảy trong con hát rất hay, chúc mừng con nhé Hồng Loan. Giọng thổ hát nốt trầm rất đẹp, có độ rung tự nhiên trong giọng hát. So với những bài khác, chị Loan hát tròn vành trò chữ, thích chất giọng dày, hát nốt trầm nghe đã cái nư, rất có hồn và có sức công phá. Trong giọng hát ẩn chứa một nỗi buồn của một nỗi sầu của đứa con. Không hiểu sao mình rất thích nghe Hồng Loan hát, giọng hát nghe ấm áp lòng người, gương mặt đẹp phúc hậu. Đây đúng thật là con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh. Luôn ủng hộ gia đình Hồng Loan, anh hai Vũ Luân, chị ba Bình Tinh và tất cả những ai ủng hộ Hồng Loan. Cái tướng đi chuẩn của ba Linh, giọng ca Hồng Loan trầm nhưng nghe vẫn nhẹ, không bị cảm giác nặng nề, không kỹ thuật nhiều nhưng vẫn đầy sức hút. Cố gắng lên cô bé. Hồng Loan giống các nghệ sĩ ngày xưa ở chỗ có chất giọng riêng, không lẫn ai được, hát xúc cảm đi vào lòng khán giả. Hát bằng cái tâm và chính kinh nghiệm sống của mình nên đi vào lòng khán giả rất sâu sắc. Không biết sao mà nghe Hồng Loan hát chạm tận tim luôn, nghe đã hơn giọng ai đó được gọi là nghệ sĩ lớn. Mong rằng những lời góp ý này anh hai Vũ Luân và chị ba Bình Tinh sẽ biết và rèn luyện cho em mình nhiều hơn nữa. Và trong show diễn ngày hôm qua, Ngọc Huyền cũng xúc động khi gặp lại nghệ sĩ Bành Lựu. Nói thêm về Bành Lựu, Bành Lựu là con của nghệ sĩ Thành Tôn và Huỳnh Mai. Anh chị em của bà gồm 6 người đều theo sân khấu như Bạch Liên, Bạch Lê, Bạch Lụ, Bạch Lý, Bạch Long, Thanh Lộc. Anh rể là Thanh Bạch, chồng của Bạch Lê, cũng là một kép nổi tiếng. Bạch Lụ và chồng là nghệ sĩ cải lương Điền Thanh, là một trong những kép đẹp cùng thời với Minh Vương, Minh Cảnh, Lệ Thủy, Hùng Cường, Thanh Tú, Thanh Tòng. Đang trong thời kỳ đỉnh cao thì hai vợ chồng Điền Thanh và Bạch Lụ đã vượt biên sang Úc định cư.
nay đoàn nghệ sĩ cải lương từ Việt Nam qua lưu diễn, bà cũng đã đến xem. Nghệ sĩ Ngọc Huyền viết trên trang cá nhân của mình. Sau diễn Úc Châu được gặp cô Bành Lựu, quá nhiều cảm xúc, cả đoàn đều nhận được hoa của chú nghệ sĩ tài hoa Điền Thanh và cô Bành Lựu tại Úc Châu gửi tặng. Bận chụp hình suốt với khán giả, không có hình chụp cùng cả nhóm, thôi hẹn hò ngày mai qua show Adrenaline. Chụp hình bù vậy. Ngọc Huyền cũng xin chân thành cảm ơn bức thư của khán giả Mộ Điệu suốt 27 năm. Ngọc Huyền đã đăng lá thư mà khán giả đã gửi cho cô và nghệ sĩ Kim Tử Long với tâm lòng đầy ngưỡng mộ. Khán giả viết: "Kính gửi chị Ngọc Huyền thân yêu, em ngưỡng mộ chị từ năm 10 tuổi và bây giờ em đã 37 tuổi. Em biết ơn mẹ đã giới thiệu em đến cải lương khi em còn nhỏ. Điều này đã đóng góp một vai trò quan trọng trong cuộc sống của em. Dù sinh ra lớn lên và sống ở nước ngoài, tại Sydney, Australia, em vẫn không quên cội nguồn và vẻ đẹp của Việt Nam. Chị luôn là thần tượng mà mẹ em và em cùng yêu quý nhất, và cũng thần tượng anh Kim Tử Long. Cả hai đã tạo nên một cặp đôi đẹp nhất, dễ thương nhất, cô diễn xuất sắc nhất trên sân khấu. Chị và anh Kim Tử Long đã khiến cho khoảnh khắc tuổi thơ, tuổi thanh xuân của em trở nên đặc biệt và đẹp đẽ. Em yêu tất cả các tuồng cổ cải lương Hồ Quảng. Chị và anh Kim Tử Long cùng diễn vì em yêu nhất là cách diễn, ca hát của chị và anh Kim Tử Long, nhạc Hồ Quảng và vẻ đẹp của trang phục. Em thích nhất là tuồng cổ, dự án Phi Dao, nhất là phần kết thúc. Em còn thuộc lòng từng kịch bản và cả hát theo. Em mong chị và anh Kim Tử Long sẽ cùng nhau diễn xuất nhiều tuồng cải lương hơn nữa. Vì em yêu tất cả tuồng cổ cải lương Hồ Quảng, em còn có cả một bộ sưu tập cải lương Hồ Quảng mà anh và chị diễn cùng nhau từ dự án Phi Dao, Giang Sơn và Mỹ Nhân, Hàng Châu Cách Cách, Lưu Kim Đính, Ái Tình Hay Ngôi Báu, Trụ Tình, Tiếng Trống Mê Linh, Sắc Đẹp Nàng Vô Tội, 17 năm Ly Hận, vân vân. Em xem đi xem lại đến mức nhớ phần tiếp theo và em còn thuộc lòng từng kịch bản và còn hát theo. Ngôi Sao Phương Nam. Vào đêm ngày 5 tháng 4 năm 2024 sẽ là lần đầu tiên em được gặp chị và anh Kim Tử Long ở ngoài đời. Đây sẽ là một đêm khó quên. Lẽ ra chúng em phải có mẹ đến xem chị, anh Kim Tử Long và tất cả nghệ sĩ cải lương diễn xuất. Mẹ chúng em rất yêu quý chị và anh Kim Tử Long. Mẹ luôn nhắc rằng khi cả hai đến Úc, mẹ sẽ mua vé VIP ở hàng ghế đầu để xem các nghệ sĩ biểu diễn. Nhưng thật đáng buồn là mẹ chúng em bị bệnh nặng và vừa qua đời. Nhưng chúng em biết rằng mẹ luôn ở bên chúng em và đang cùng chúng em xem chương trình Ngôi Sao Phương Nam. Đây là lần đầu tiên em được xem cả hai anh chị và Kim Tử Long biểu diễn ngoài đời. Không biết lần sau là khi nào, nhưng hy vọng chúng em sẽ có thể được xem nhiều hơn trong tương lai gần. Em chúc chị và gia đình một cuộc sống tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và mãi nhận được những tình cảm từ khán giả.